hoạt động của chất béo trong cơ thể. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách hình thành các tảng mỡ thừa, đáng ghét trong cơ thể của bạn. Như các bạn đã biết, sau khi ăn, cơ thể chuyển hóa lượng calo dư thừa, thường là lượng calo từ chất béo hoặc carb, được lưu trữ trong các tế bào mỡ dưới dạng chất béo trung tính, triglyceride. Đây là cách cơ thể bạn bảo tồn năng lượng cho các nhu cầu trong tương lai. Bạn thấy nó tính trước ghê hôn ha ha, phải chi xài tiền cũng biết tiết kiệm được vậy, thì cũng đỡ nhỉ. Tuy nhiên theo thời gian, năng lượng dư thừa này sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa chất béo, sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình và sức khỏe của bạn. Một este chất béo trung tính điển hình có 55 phân tử carbon, 104 phân tử hydro và 6 phân tử oxy. Từ đây, bạn có thể thấy việc mình cần làm là làm thế nào để cơ thể chia tách nguyên một cục triglyceride to bự này để lấy năng lượng. Để thúc đẩy giảm cân giảm mỡ, bạn cần tiêu thụ ít calo hơn so với lượng calo bạn tiêu thụ, hay nói dễ hiểu là calo in bé hơn calo out. Điều này thường được gọi là thâm hụt calo. Với cách làm này, chất béo sẽ được giải phóng khỏi các tế bào mỡ và được vận chuyển đến bộ máy sản xuất năng lượng của các tế bào trong cơ thể bạn, được gọi là ti thể. Tại đây, chất béo được phân hủy thông qua các loại enzyme và hormone chuyên biệt trong một loạt các quá trình để tạo ra năng lượng. Nếu việc này diễn ra trong một khoảng thời gian đủ dài, sẽ dẫn đến việc giảm cân và giảm mỡ trong cơ thể. Wow. Vậy có bao giờ bạn từng thắc mắc mỡ thừa đã đi đâu sau khi mình giảm cân hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé! Sau khi giảm cân thì mỡ thừa đi đâu? Có một quan niệm phổ biến mà nhiều người tin là khi cân nặng của họ giảm, thì lượng mỡ thừa sẽ chuyển hóa thành năng lượng, dồn vào các cơ bắp hoặc thoát ra ngoài qua đại tràng. Liệu suy nghĩ này có đúng không? Theo định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Đây là một định luật huyền thoại mà nhiều người thường chế rằng là tiền không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, chúng chỉ chuyển từ túi của người này sang túi của người khác. Ok, quay lại với vấn đề giảm mỡ của chúng ta thôi. Từ định luật bảo toàn năng lượng, bạn có thể thấy rằng mỡ thừa và chất béo trong cơ thể không tự nhiên biến mất, cũng không tự nhiên được sinh ra, dù cho ta có cố gắng đốt cháy chúng. Bạn chú ý nghe lại một lần nữa cho kỹ này. Mỡ thừa và chất béo trong cơ thể không tự nhiên biến mất, cũng giống như cách mà chúng không tự nhiên được sinh ra, dù cho ta có cố gắng đốt cháy chúng. Từ đây, bạn có thể thấy mấy cái đai nịt giúp giảm mỡ bụng toàn là hão huyền, tác dụng giảm mỡ cực kỳ thấp. Vì nó rung với cường độ cao, khiến vòng bụng của bạn sinh nhiệt nên cơ thể phải tiết mồ hôi để làm mát, và đó là nước chứ không phải mỡ. Vì là giảm nước nên sau khi bạn giảm được vài cm vòng bụng, sau đó, bạn uống bù nước vào thì cơ thể lại tích nước lại, đâu lại vào nấy thôi. Đây cũng là nguyên lý của việc massage giảm mỡ, nó cũng chỉ làm bạn mất nước và một phần giúp làm mềm các mô mỡ mà thôi. Tuy hiệu quả giảm mỡ không cao, nhưng massage vẫn giúp bạn thư giãn và tăng cường hiệu quả tập luyện. Các bạn tập trung chú ý xem kỹ video nhé. Bây giờ mới là câu trả lời chính xác cho việc sau khi giảm cân thì mỡ thừa đi đâu.
Theo British Medical Journal, chất béo được chuyển đổi thành carbon dioxide, hay nói dễ hiểu là CO2, và nước. Bạn không có nghe nhầm đâu, đây chính là sự thật. Lượng carbon dioxide này sẽ thoát ra thông qua việc hô hấp của cơ thể. Còn lượng nước còn lại sẽ hòa nhập vào quá trình tuần hoàn của cơ thể và bài tiết qua nước tiểu, mồ hôi, nước mắt và dịch cơ thể. Việc đào thải chất béo qua CO2 chiếm đến 84% lượng mỡ thừa bị phân giải, trong khi việc đào thải qua đường nước chỉ chiếm 16%. Từ đây bạn sẽ thấy, phổi là cơ quan sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc đào thải mỡ thừa trong quá trình giảm cân, giảm mỡ. Đó cũng là lý do cho việc tập luyện các bài SIIT khiến cơ thể bạn thở gấp kiểu như sắp chết tới nơi lại có tác dụng giảm mỡ cực kỳ hiệu quả. Dựa vào thống kê, nếu ta giảm được 10 kg mỡ thừa trên tổng trọng lượng, chính xác là 8,4 kg trong số đó sẽ thoát ra ngoài qua việc thở và 1,6 kg chuyển thành nước. Đồng thời, cơ thể cũng sẽ cần khoảng 29 kg oxy để thực hiện được quá trình này. Theo giáo sư Brown tại Đại học New South Wales nói rằng, nói cách khác, phần lớn trọng lượng cơ thể mất đi sẽ ra ngoài bằng cách thở. Ok. Bạn đang nghi ngờ những điều mình nói đúng không? Hê hê hê. Bạn sẽ giảm mỡ ở đâu trước? Hầu hết mọi người khi bước vào quá trình giảm cân, giảm mỡ, thường thì họ sẽ muốn giảm mỡ tại một số khu vực nhất định như bụng, hông, đùi, vân vân. Đối với nữ giới, thì họ muốn chỉ nên giảm mỡ vòng 2, còn vòng 1 và vòng 3 thì nên giữ nguyên. Vậy việc giảm mỡ tại một số vùng cố định trên cơ thể có khả thi không? Câu trả lời là không. Nope. Do hiệu quả giảm cân ở mỗi người thường khác nhau, sẽ có một số khu vực giảm mỡ nhanh hơn các vùng khác trên cơ thể. Người thì giảm vòng bụng trước, người thì giảm mỡ vòng ngực trước, người thì giảm vùng mặt trước. Bạn có thể thấy là các yếu tố di truyền và lối sống hàng ngày đóng một vai trò quan trọng trong phân phối chất béo cơ thể. Ngoài ra, nếu bạn đã từng giảm cân trước đây, thì mỡ trong cơ thể có thể phân phối khác nhau do sự thay đổi của các tế bào mỡ theo thời gian. Câu nói trên nghĩa là sao? Nghĩa là nếu lần đầu giảm cân, bạn giảm mỡ ở vùng đùi trước đến một giai đoạn bạn hài lòng với cơ thể của mình và không giảm cân nữa. Tuy nhiên, vì bạn lại tiếp tục sa lầy vào con đường ăn uống vô độ, hay bạn bị hội chứng cuồng ăn, yo-yo và bạn lại tăng cân trở lại. Lúc này bạn lại quyết định giảm cân, giảm mỡ, thì có thể là cơ thể bạn sẽ không giảm mỡ đùi trước nữa. Mà nó có thể là vòng 1 hoặc vòng 2, hoặc bất kỳ khu vực nào có mỡ trên cơ thể. Nhiều người thường thắc mắc là tại sao họ đã giảm cân thành công rồi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, thì họ lại bị tăng cân rất nhanh, thậm chí vượt mức ban đầu. Để giải quyết thắc mắc trên, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp câu hỏi là tại sao lại dễ tăng cân trở lại. Chúng ta đều biết, khi bạn ăn nhiều hơn lượng calo mà cơ thể bạn có thể đốt cháy, các tế bào mỡ sẽ tăng cả về kích thước và số lượng. Vậy khi bạn đã giảm cân, giảm mỡ thành công, thì các tế bào mỡ có biến mất và bị đào thải qua phổi, hay là hệ bài tiết không? Câu trả lời là không. Khi bạn giảm mỡ, những tế bào mỡ sẽ bị thu nhỏ kích thước mặc dù số lượng của chúng vẫn giữ nguyên. Bạn nên chú ý, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Điều này có nghĩa là, sau khi bạn giảm cân, các tế bào mỡ vẫn tồn tại. Nếu bạn ăn uống các thực phẩm không lành mạnh, lười luyện tập, bạn nạp quá nhiều calo, thì các tế bào mỡ sẽ dễ dàng tăng kích thước trở lại.
Một số nghiên cứu cho thấy, đây có thể là một lý do khiến việc duy trì cân nặng rất khó khăn với nhiều người sau khi đã giảm cân thành công. No! Chìa khóa để giảm mỡ thành công là gì? Như đã trình bày ở phần trên của video thì, việc giảm mỡ liên quan đến việc thâm hụt calo, hay nói cụ thể hơn là calo in và calo out. Từ đây chúng ta sẽ có hai yếu tố thúc đẩy giảm béo chính là ăn kiêng và tập thể dục. Vì ăn kiêng sẽ khiến cơ thể thiếu hụt calo, khiến chất béo được giải phóng khỏi tế bào mỡ và được sử dụng làm năng lượng, hay nói dễ hiểu là giảm calo in. Bạn chú ý là không nên giảm dưới mức BMA của mình nhé, việc này dễ gây ra cuồng ăn sau khi đã giảm cân thành công lắm đấy. Còn việc tập thể dục giúp tăng lưu lượng máu đến cơ bắp và tế bào mỡ, hay nói dễ hiểu là tăng calo out. Việc này sẽ giải phóng chất béo, được sử dụng làm năng lượng trong các tế bào cơ, với tốc độ nhanh hơn và tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Tóm lại, việc ăn kiêng và tập thể dục làm tăng mức calo chênh lệch giữa calo in và calo out. Để thúc đẩy giảm cân, Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ khuyến nghị nên tập thể dục cường độ vừa phải, tối thiểu 150 đến 250 phút mỗi tuần, là khoảng 30 đến 50 phút tập trong 5 buổi trên tuần. Mốc thời gian để giảm cân an toàn, bền vững. Tùy thuộc vào số cân nặng bạn dự định giảm và cơ địa của mỗi người mà hành trình giảm mỡ của bạn sẽ có thời gian khác nhau. Đối với những bạn thừa cân nhiều, trong thời gian đầu sẽ giảm mỡ nhanh hơn, từ từ khi lượng mỡ cơ thể thấp xuống, thì việc giảm mỡ sẽ chậm lại. Với những người thừa cân, việc giảm 5 đến 10% trọng lượng cơ thể, trong vòng 2 đến 5 tháng được xem là hợp lý. Việc giảm cân nhanh chóng, có liên quan đến một số tác dụng phụ tiêu cực, chẳng hạn như thiếu vi chất dinh dưỡng, đau đầu, mệt mỏi, mất cơ, và kinh nguyệt không đều, dễ dẫn đến cuồng ăn yo-yo. Tóm lại, bạn nên giảm cân từ từ, để cơ thể và hormone có thời gian thích nghi, nó sẽ giúp việc duy trì cân nặng được bền vững hơn. Xin chào, và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Hãy like video này vì khi bạn quan tâm nội dung nào đó, bằng cách xem video, và like nó, thì YouTube sẽ gợi ý thêm nhiều video hay, và thú vị từ các kênh khác để bạn tìm hiểu, và học hỏi hiệu quả hơn.